diễn biến vụ tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong. Tòa xử kín vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay clip 18 cộng. Khiếp sợ tập đoàn đòi nợ thuê ngang nhiên dọa cho nổ trường, sát hại người thân. Tàu hàng gần 4.500 tấn đâm phà chở khách trên sông Vàm Nao khiến 3 người bị thương xử phạt trường hợp tài xế đi không vững, nồng độ cồn gấp 2,5 lần mức kịch khung. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại địa phận huyện Cư Mờ Gra, tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người thương vong đến sáng ngày 7 tháng 8, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã có thêm hai nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên tử vong do vết thương quá nặng. Trước đó, vụ tai nạn trên đã làm anh Phan Văn Chiến, 25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 8, tài xế Phan Văn Chiến điều khiển xe tải 60h. 04700, chở theo hai người khác trên cabin và sầu riêng phía sau, lưu thông từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua địa phận huyện Cư Mờ Ga, xe tải do anh Chiến điều khiển tông vào đuôi xe tải do ông Lê Huy Hoàng, 42 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Bị tông từ phía sau, xe tải do ông Hoàng cầm lái, lao lên trước, tông vào xe container kéo theo rơ móc đang dừng bên phải đường, ở phía trước do hư hỏng tại hiện trường hai xe tải bẹp rúng phần đầu cơ quan chức năng và người dân phải dùng xà beng vật dụng chuyên dụng để cạy cabin đưa các nạn nhân ra ngoài thời điểm xảy ra va chạm xe tải của ông Hoàng chở theo hai người khác và cũng chở dầu riêng từ gia lai đi đắk lắc tài xế Phan Văn Chiến tử vong tại chỗ nhiều người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đến sáng mùng 7 tháng 8 nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc xác nhận có thêm hai nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Đó là ông Nguyễn Xuân Vũ, 47 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng và ông Phạm Văn Hảo, 39 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng. Sau tai nạn, tuyến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk bị ùn tắc giao thông cục bộ cảnh sát đã chặn hai đầu tuyến đường tránh, hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác cứu hộ, giảm tránh ùn tắc. Liên quan đến vụ cô gái trẻ bắt cóc hai cháu nhỏ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với mục đích quay clip nhạy cảm rồi gửi ra nước ngoài bán cho những gã đàn ông có nhu cầu, ngày 7 tháng 8, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo thông tin phiên tòa được xét xử kín. Theo cáo trạng, khoảng tháng 10 năm 2023, thông qua ứng dụng hẹn hò, Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch. Cả hai gặp nhau ở một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 3 năm 2024, Richard về nước và nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6 đến 12 tuổi để quay video clip đen gửi cho Richard. Richard sẽ cho Vi tiền và hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ vì đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và gặp bé NKTM, sinh năm 2017, đang ngồi một mình. Qua nói chuyện, vì biết M hay ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. Tối mùng 3 tháng 4, Vi gặp lại cháu M và em của M là LHTL, sinh năm 2011. Vi cho hai bé 10.000 đồng rồi chụp hình hai bé, gửi cho Richard xem. Sau khi Richard đồng ý, vì dẫn hai bé đi qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, cuối cùng về ở chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, vì đã quay 12 đoạn video clip để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh ập vào chung cư và giải cứu thành công hai bé. Tại cơ quan công an, vì thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ngày 7 tháng 8, bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi bị đưa ra xét xử. Phiên tòa có sự tham gia của bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai nạn nhân gồm Trần Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Tấn Đạt, Lữ Thị Bạch Linh và Nguyễn Thành Giang. Thưa quý vị, mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ đòi nợ kiểu khủng bố ra xét xử. Có tổng cộng 111 bị cáo bị đưa ra tuyên án. Thủ đoạn của các đối tượng được nhận xét là không khác gì khủng bố khi liên tục đe dọa sát hại người thân của các nạn nhân, thậm chí là dọa sẽ cho nổ trường học nếu không trả số tiền nợ cắt cổ. Theo cáo trạng, giữa tháng 10 năm 2022, nhiều giáo viên và ban giám hiệu của một trường tiểu học ở phường 1, thị xã Cay Lậy, Tiền Giang bất ngờ nhận được các cuộc gọi điện thoại tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình một bé gái đang học lớp 3 tại đây. Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nhà trường cho bé gái nghỉ học để gây áp lực, tác động gia đình bé trả nợ. Bọn chúng dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ sát hại người thân của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, bọn chúng gọi điện thoại cho nữ hiệu trưởng, ra nhận bình gas 21 kg được ship đến, nếu không sẽ cho nổ trường. Quá sợ hãi, giáo viên của trường đã đến công an trình báo công an thị xã cai lệ vào cuộc điều tra xác định trước đó cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại long an 50 triệu đồng hạn trả trong 3 năm trả được 3 tháng tiền lãi gốc 7,5 triệu đồng thì mất khả năng chi trả tiếp anh này đổi số điện thoại và trốn đến bình dương làm công nhân người đàn ông sau đó nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng nếu không thực hiện sẽ sát hại con cháu ở quê nhà Lo sợ cho tính mạng con và cháu, người đàn ông chuyển trả 10 triệu đồng. Sau đó anh này không tiếp tục trả nợ, nên các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa ban giám hiệu và giáo viên như nói trên. Xác định các số điện thoại nhắn tin gọi đe dọa buộc trả nợ do Hà Thị Hiệp, nhân viên của nhóm trưởng Nguyễn Thanh Hải thuộc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Pháp Việt, thực hiện nên tháng 2 năm 2023 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính và hai chi nhánh của công ty. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa, đòi nợ nhiều người vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ của công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng và nhiều người khác. Theo cáo trạng, bị cáo Châu là phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Bị cáo Hùng có trách nhiệm đưa ra các giải pháp và đốc thúc thu hồi nợ. Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm một trưởng nhóm. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, bị cáo Châu, Hùng lợi dụng danh nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng. Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ. Hiện phiên xét xử vẫn đang được diễn ra. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều mùng 6 tháng 8, thông tin từ ủy ban nhân dân huyện trợ mới, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giữa tàu chở hàng trọng tài lớn và phà chở khách. Rất may, vụ va chạm không thiệt hại về người. Theo đó, khoảng 14 giờ 40 ngày 6 tháng 8, Công an xã Mỹ Hội Đông, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang nhận được tin báo của người dân về vụ việc tàu sắt va chạm với phà sắt trên đoạn sông Vàm Nao giữa xã Mỹ Hội Đông, huyện Trợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân. Công an xã khẩn trương đến hiện trường xác minh. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, tại bến đò Tân Trung, Mỹ Hội Đông, một tàu sắt tàu buôn của Bangkok, Thái Lan, trọng tải 4.498 tấn do lái tàu người Thái Lan điều khiển chạy hướng Thuận Giang đến Vàm Nào va chạm với phà sắt chở khách, chạy hướng Phú Tân đến chợ mới do Châu Trọng Lực, sinh năm 1985, nơi cư trú ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện chợ mới, tỉnh An Giang điều khiển. Tại thời điểm va chạm, trên phà sắt có hai xe ô tô tải, 6 xe mô tô, một xe ba gác và khoảng 10 người. Sau va chạm, Phà sắt tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông. hậu quả của vụ va chạm làm một xe ô tô tải biển kiểm soát 66C 16378 rơi xuống sông, tài xế bị gãy chân trái và đã được chuyển viện điều trị. Một xe ô tô tải biển kiểm soát 67C 11635 nứt kính đầu xe, xe ba gác hư hỏng nặng và hai hành khách bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển phà sắt chở khách thiếu quan sát dẫn đến va chạm với tàu chở hàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Thưa quý vị, vào tối mùng 6 tháng 8, khi đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đang lập chốt để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, thì phát hiện một nam tài xế có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, người này vi phạm nồng độ cồn gấp 2,5 lần mức kịch khung. Cụ thể, trong khi đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội lập chốt tại khu vực nút giao đường Láng, Nguyễn Trí Thanh, quận Đống Đa để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Sau ít phút, tổ công tác phát hiện tài xế NTD sinh năm 1983, trú tại Ba Vì, Hà Nội, điều khiển xe máy có biểu hiện đi không vững, né tránh tổ công tác nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Qua kiểm tra, Cảnh sát Giao thông phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,984mg trên lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 2,5 lần mức cao nhất được quy định tại Nghị định 100. Tài xế NDT trình bày, do thời tiết nắng nóng nên khi kết thúc công việc, anh được mời uống vài cốc bia để giải nhiệt. Tài xế NTD cho hay, tôi làm công nhân, công việc vất vả nên khi làm xong việc, gia chủ có mời uống vài cốc bia và nước ngọt để đỡ mệt. Do công trình đang thi công không được ngủ lại nên tôi phải đi xe máy về. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm kể trên, tài xế NTD phải nộp phạt 7 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đến gần 21 giờ cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng xe máy do anh DMH điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Nam tài xế này liên tục xin lực lượng cảnh sát giao thông không kiểm tra và gọi điện thoại nhờ người thân can thiệp. Tuy nhiên, tổ công tác cương quyết yêu cầu nam tài xế chấp hành. Kết quả đo nồng độ cồn vi phạm 0,156mg trên lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm với tài xế H và tạm giữ phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Thiếu tá Nguyễn Tấn Dương, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, khi bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm nồng độ cồn, các tài xế nêu rất nhiều lý do để biện bạch. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền cho người vi phạm hiểu và cương quyết xử lý để gian đe, không tiếp tục tái phạm. thưa quý vị, nơi tôi đang đứng đây là hồ Rau Đá, xã Trần Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại đây có rất nhiều cá rô phi, cá mè, cá chép, chết, chết trắng tôi dạt vào bờ. Hơn 10 ngày qua, hàng loạt cá rô phi, cá mè, cá gái chết trắng tấp vào bờ của hồ Rau Đá, xã Trần Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chưa rõ nguyên nhân. Một số công nhân đón được tại đây cho hay, việc cá chết diễn ra hơn 10 ngày qua. Tại đây, cá rô phi, mè, gãy, chết ngựa bụng tấp vào bờ nhiều con ước chừng 5 đến 6 kg đang trong quá trình phân hủy ngáy trên bờ những xác cá đã chết khô phơi sương giữa nắng nóng về việc cá chết trên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trường Xuân Phạm Văn Quang cho biết cá chết thì có vừa rồi thì sàn có vô kiểm tra đó đó sàn có điện cho đồng chí là, là thủy nóng đồng chí phung á thì đồng chí chụp bảy người ra cho xà đấy chứ con thực tế đó là chứ cái nguyên nhân đi xà không chưa làm rõ được biết hồ rau đã có dung tích thiết kế hơn 82 triệu mét khối được đưa vào sử dụng vào năm 2010 hồ cấp nước sinh hoạt cho gần 40.000 hồ dân thuộc huyện Quảng Ninh, cấp nước tới tiêu cho hàng nghìn hecta lúa hai huyện Quảng Ninh và Lê Thủy. thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực nút giao giữa quốc lộ 5 và cầu Thanh Trì, thuộc địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Như vậy là sau 10 năm kể từ thời điểm triển khai dự án điều chỉnh nút giao giữa quốc lộ 5 và cầu Thanh Trì, đến nay thì ủy ban nhân dân quận Long Biên mới hoàn tất việc giải phóng mặt bằng những trường hợp còn lại để hoàn trả hiện trạng của quốc lộ 5. Đây là ba hộ dân cuối cùng trong vùng dự án suốt 10 năm qua không chấp hành bàn giao mặt bằng, dù Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức đối thoại trực tiếp cũng như phúc đáp bằng văn bản. Việc các gia đình chê ý không thực hiện bàn giao đất dẫn đến vị trí hoàn trả quốc lộ 5 chưa hoàn thiện, nguy cơ trở thành điểm đen tai nạn giao thông. Trước thực tế trên, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo thẩm quyền. Đến cuối tháng 7 năm 2024, chính quyền địa phương đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng dự án cầu Thanh Trì, quốc lộ 5 theo đúng quy trình của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.